Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Tổng Bí thư Tô Lâm không để xảy ra tình trạng đã sai mà hạ cánh an toàn. Chiều 2 tháng 12, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên có buổi tiếp xúc với cử tri trên địa bàn thành phố Hưng Yên nhằm thông báo kết quả kỳ họp và trả lời các ý kiến kiến nghị của các cử tri gửi tới Quốc hội. Nhiều ý kiến cử tri bày tỏ phấn khởi trước những kết quả đạt được khá toàn diện, mang tính đột phá về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí dưới sự lãnh đạo của Đảng, mà trực tiếp thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí với tinh thần không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm, không ngoại lệ, bất kể là ai. Đặc biệt, khi ông Tô Lâm được Trung ương bầu giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ giữ được đà thế mà còn tiếp tục được đẩy mạnh hơn, quyết liệt hơn, đồng thời cũng đẩy mạnh phòng chống lãng phí. Tuy nhiên, để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, cử tri đề nghị cần sớm ban hành chiến lược, kế hoạch và các giải pháp tổng thể có trọng tâm, trọng điểm về phòng chống lãng phí để thống nhất triển khai trên cả nước, sớm giải phóng nguồn lực phát triển, tạo thêm dư địa tăng trưởng kinh tế. Về nội dung này, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định vấn đề chống lãng phí không phải bây giờ mới được đề cập. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Trong tiêu cực đã có ý lãng phí. Theo Tổng Bí thư, lãng phí tội rất lớn nên từng cơ quan phải chống lãng phí. Tuy nhiên, ông lưu ý phải khoanh vùng, tinh thần là chống lãng phí nhưng không hợp pháp hóa những sai phạm. Vừa qua, Ban Chỉ đạo Trung ương đã xử lý, không để xảy ra tình trạng đã sai mà hạ cánh an toàn. Chính sách của Đảng rất rõ về những việc như vậy. Nhân đây, tôi cũng kêu gọi bà con nhân dân tiếp tục giám sát, ủng hộ, vì chỉ có nhân dân là những người tin tưởng và chỗ nào cũng biết, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Bên cạnh đó, đông đảo cử tri trên địa bàn thành phố Hưng Yên bày tỏ vui mừng trước việc Trung ương, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Đảng, nhà nước. Cử tri khẳng định đây là chủ trương hoàn toàn đúng đắn, sẽ là cuộc cách mạng để tinh gọn tổ chức bộ máy nhà nước, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, gắn với tinh giảm biên chế, giảm chi phí bộ máy của hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương. Việc này còn góp phần tăng nguồn lực ngân sách nhà nước cho đầu tư phát triển và thực hiện chính sách an sinh, phúc lợi xã hội. Cử tri Lê Tiến Dũng, xã Tân Hưng, thành phố Hưng Yên đề nghị Trung ương, Quốc hội, Chính phủ làm rõ và công khai chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trong thời gian tới để cử tri và nhân dân yên tâm. Trả lời cử tri sau đó, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định trước mắt chưa sắp xếp đối với các tỉnh. Chúng tôi nghiên cứu thấy tâm tư nguyện vọng của bà con tỉnh mình như thế này, tự nhiên lại không có tỉnh, trong khi truyền thống lịch sử anh hùng như thế. Mặt khác, có những tỉnh từ khi tách ra thì phát triển rất tốt, như Hưng Yên là một ví dụ. Như phát triển đến mức độ nào đó lại hết đất để phát triển, dư địa thị trường bé nhỏ, không đủ sức, không đủ nguồn lực để làm được những việc lớn, đất đai cũng đầu tư hết rồi. Cần không gian mới để phát triển mới thì lúc đó sẽ phải tính, Tổng Bí thư nói. Tại buổi tiếp xúc, có ý kiến cử tri cho rằng vừa qua, Trung ương, Quốc hội, Chính phủ đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận sau nhiều năm tạm dừng. Cử tri cho rằng cần lựa chọn công nghệ và có giải pháp đảm bảo an toàn đối với nhà máy điện hạt nhân được xây dựng ở Việt Nam. Đáp lại, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh an toàn cho người dân là yêu cầu cao nhất, do đó phải lựa chọn công nghệ an toàn nhất, tiên tiến nhất, giá rẻ nhất và không phụ thuộc vào ai. Chúng tôi đã tính đến 10 nguy cơ thảm họa, trong đó có thảm họa về hạt nhân, không được xảy ra những vấn đề này, Tổng Bí thư nói. Tổng Bí thư Tô Lâm, bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ, đi vào hoạt động ngay. Việc tổng kết nghị quyết 18 NQ/TW và sắp xếp hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là cuộc cách mạng về tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cần thống nhất rất cao về nhận thức và hành động trong toàn Đảng và cả hệ thống chính trị. Ngày 1 tháng 12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị Toàn quốc Quán triệt triển khai tổng kết thực hiện Nghị quyết số 18 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, tình hình kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025
và tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, lãnh đạo các ban, bộ, ngành. Hội nghị được kết nối tới 14.535 điểm cầu trực tuyến trên toàn quốc với trên 1,3 triệu đại biểu tham dự hội nghị. Theo chương trình, tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng truyền đạt các nội dung chính, trọng tâm trong triển khai tổng kết nghị quyết số 18 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn truyền đạt chuyên đề tháo gỡ những điểm nghẽn, nút thắt về thể chế. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính truyền đạt chuyên đề báo cáo kinh tế xã hội năm 2024, giải pháp tăng tốc phát triển kinh tế xã hội năm 2025. Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa phát biểu hướng dẫn công tác tuyên truyền các nội dung của hội nghị. Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, các cấp, các ngành, trước hết là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu cần gương mẫu, chủ động, thực hiện với quyết tâm cao nhất, hành động quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao theo tinh thần, vừa chạy vừa xếp hàng. Trung ương không chờ cấp tỉnh không chờ cấp huyện không chờ cơ sở, xác định những nội dung, công việc ưu tiên và phối hợp nhịp nhàng trong triển khai thực hiện, quyết tâm hoàn thành việc tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo đúng mục tiêu, yêu cầu và tiến độ đề ra. Việc tổng kết phải tiến hành khách quan, dân chủ, khoa học, cầu thị, cụ thể, sâu sắc, khẩn trương, đánh giá nghiêm túc, toàn diện về tình hình và kết quả đạt được, xác định rõ những yếu kém, bất cập, nguyên nhân, đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương về chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, thực hiện nghiêm nguyên tắc một cơ quan thực hiện nhiều việc, một việc chỉ giao một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính, khắc phục triệt để tình trạng chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, chia cắt về địa bàn, lĩnh vực. Các cơ quan tổ chức trước đây đã sắp xếp bước đầu cũng phải rà soát đề xuất lại, kiên quyết xóa bỏ các tổ chức trung gian, cải cách tổ chức bộ máy phải gắn với quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương về đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của đảng, phân cấp, phân quyền mạnh mẽ cho địa phương, chống lãng phí, chuyển đổi số quốc gia, xã hội hóa các dịch vụ công, gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ mới. Bộ máy mới phải tốt hơn bộ máy cũ và đi vào hoạt động ngay, không để ngắt quãng công việc, không để khoảng trống về thời gian, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực, không để ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của xã hội, của người dân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trân rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.